Xin chào tất cả các bạn, các anh chị, các cô chú, lại là An đây. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn, các anh chị, các cô chú thấy An hay là coi video của An cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Vì lúc nào cũng yêu thương An, lựa chọn những cái video của An giữa hàng trăm, hàng ngàn những cái video ngoài kia. Và bất cứ khi nào các bạn, các anh chị, các cô chú mình cần tìm một cái người khai thuế, hay là anh chị, cô chú nào có 401k ở hãng mình đang đi làm, mình đã nghỉ làm rồi, mình cần tìm những cái chương trình đầu tư an toàn cho mình, cái tiền lời ấn định hàng năm, hay là những cái chương trình cho mình bonus 6%, 11%, 14% lúc mà mình mới vô đó, thì đừng ngần ngại gọi cho An. Số phone rất là dễ nhớ luôn: 408-661-7689, 408-661-7689. Bên cạnh đó, những anh chị, những cô chú nào mình làm những cái ngành nghề về thẩm mỹ tự do, làm nail, làm tóc, chưa bao giờ mình có những cái quỹ hưu trí, mình muốn để dành tiền cho cái ngày về hưu, mình có một cái khoản tiền mình xài bên cạnh cái tiền hưu của mình, và quan trọng nhất là có luôn một cái life insurance trọn đời cho mình, thì cũng gọi cho An là 408-661-7689. Hoặc là con của mình còn nhỏ, mỗi tháng mình muốn cho nó 100-200 để khi mà nó bước vô tuổi 18-20-25 tuổi, có một số tiền đao được một cái căn nhà đầu tiên, mở được một cái business, hay là đao một cái chiếc xe đầu tiên, cũng gọi cho An luôn nha. 408-661-7689, 408-661-7689. Và trong cái chủ đề ngày hôm nay, An muốn chia sẻ cho các bạn, các anh chị, các cô chú là về việc mua xe mới ở Mỹ. Ở Mỹ để mà sở hữu một chiếc xe mới rất là đơn giản, không có khó khăn nhiều giống như ở Việt Nam. Và thông thường có 3 hình thức để mà người dân của Mỹ người ta có thể sở hữu được một chiếc xe mới. Đầu tiên, nếu mà mình có tiền, mình có thể pay off cái chiếc xe đó luôn. Cái thứ hai nữa là mình mua một chiếc xe mới, thay vì mình pay off thì mình mượn nợ, và hàng tháng mình trả tiền nợ trên cái số tiền mà mình mượn của ngân hàng. Và cái hình thức cuối cùng luôn đó chính là các bạn, các anh chị, các cô chú, mình lease một cái chiếc xe và hàng tháng mình trả cho cái tiền lease mà mình mượn nợ trên cái chiếc xe đó. Thì ba cái hình thức này nó sẽ có những cái ưu điểm và những cái nhược điểm khác nhau. Thì trong cái video này, em muốn chia sẻ những cái ưu điểm cũng như là nhược điểm để các bạn, các anh chị, các cô chú mình chọn lựa ra cái cách nào phù hợp nhất với lại bản thân của mình cũng như là điều kiện tài chính của gia đình mình nha. Đầu tiên thì phải nói về mua xe, mình trả pay off thì cái này là quá đơn giản. Ví dụ mình mua một chiếc xe 35.000, mình cầm một số tiền thuế này nọ vô cỡ khoảng 38.000 đi, mình cầm thẳng một số tiền 38.000 mình tới cái dealer xe, mình trả số tiền này, và số tiền này sau khi trả xong, chiếc xe hoàn toàn thuộc vô quyền sở hữu của các bạn, các anh chị, các cô chú. Mình toàn quyền được sử dụng cái chiếc xe này, mình có thể chạy, mình có thể cho tặng, mình có thể mua bán, mình có thể cho mướn lại, mình muốn làm cái gì cũng được, mình muốn nâng cấp xe lên cũng được luôn. Và quan trọng nhất là mỗi một tháng mình không cần phải suy nghĩ tới việc mình phải trả payment cho cái chiếc xe này. Và hiện nay cái tiền interest rate cũng khá là cao, An biết được là 7%, 10%, có những cái dealer xe người ta đưa ra tới 14% tiền interest. Thì với việc mình có tiền, mình phải trả interest như vậy, nếu mà mình có một cái khoản tiền, mình có thể pay off cái chiếc xe để mà không phải trả tiền lời. Và mình muốn giữ, mình chạy cái chiếc xe này bao lâu tùy ý, 5 năm, 10 năm, mình xài càng lâu, mình xài càng bền, thì cái xe này nó sẽ là lợi nhất cho bản thân của mình. Và cái bất lợi của việc mà mua xe mà down payment trả off như vậy á, thứ nhất là các bạn, các anh chị, các cô chú, sau khi mà chiếc xe lăn bánh ra khỏi dealer là mình đã bị mất đi 11% giá trị của cái xe. Mà trong 5 năm đầu tiên, cái giá trị của cái xe sẽ mất đi một cái khoảng là 63%. Và sau này, càng ngày mình càng chạy, ở những cái năm cuối cùng của cái chiếc xe, mình cần phải tốn tiền maintenance. Sau 5 năm là chiếc xe nó đã bắt đầu nó xuống cấp rồi, mình phải trả tiền maintenance, trả tiền sửa xe, thì đó là cái số tiền hàng tháng mình sẽ phải tốn mua cái chiếc xe này sau thời gian khoảng 5 tới 6 năm mình chạy cái chiếc xe này. Và quan trọng nhất nữa, nếu như mà mình bỏ xuống một lần một cái số tiền lớn như vậy để mà mình mua một cái chiếc xe, đồng nghĩa với việc các bạn sẽ mất đi những cái cơ hội khác. Ví dụ như là mình có thể dùng số tiền đó mình mua stock, mình chơi trái phiếu, hoặc là mình mua một cái căn nhà. Tại vì chiếc xe là một cái tiêu sản, nhà cửa, trái phiếu nó mới là tài sản mà thôi. Đó. Và cái hình thức thứ hai đó chính là việc các
Hình thức thứ hai cũng tương tự như cái option đầu tiên, đó chính là mua một cái chiếc xe mới, thay vì mình trả cái tiền pay off luôn thì mình mượn cái loan để mà mình trả, thì những cái benefit nó cũng y chang giống như cái việc là các bạn pay off, là mình muốn làm gì trên chiếc xe cũng được, chỉ là hàng tháng các bạn phải có trách nhiệm trả cái tiền lời và tiền vốn cho ngân hàng mà thôi. Và giống như An chia sẻ ở trên, hiện nay cái tiền lời, tiền interest nó khá là cao, thì việc là mình trả cái tiền đó thì ngoài cái tiền vốn của cái xe giá 38.000, thì khi mà các bạn 5 năm sau mình trả cái xe thì có thể mình phải mua cái xe đó với giá là 40.000 hoặc là 42.000 hoặc là 45.000, tùy thuộc vô cái tiền interest của mình. Và mình cũng toàn quyền mình được sử dụng chiếc xe này, và mình có thể chạy chiếc xe này bao lâu tùy ý thích của mình, không có giới hạn về thời gian. Và cái hình thức cuối cùng rất là ít người người ta chọn cái hình thức này, đó chính là việc lease một chiếc xe. Lease một chiếc xe thì em thấy những cái người Mỹ trắng đó, người ta chạy nhiều hơn, người ta làm cái hình thức này nhiều hơn. Cái lý do là cứ mỗi 3 năm là các bạn, các anh chị, các cô chú mình có quyền đổi xe, và lúc nào mình cũng được chạy một cái chiếc xe mới. Và khi mà 3 năm sau mình đổi xe đó thì mình không cần lo lắng là cái giá trị của cái xe nó sẽ bị depreciation, tức là bị giảm đi theo thời gian. Và cứ mỗi năm mình được quyền 3 năm mình được chạy xe mới. Và nếu mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình biết tận dụng những cái promotion, những cái chương trình khuyến mãi mà hãng người ta đưa ra, ví dụ như là thay nhớt, thay bánh xe miễn phí trong vòng bao nhiêu năm đầu tiên đó, thì các bạn, các anh chị, các cô chú mình cũng sẽ tiết kiệm được trên cái số tiền này rất là nhiều. Rồi bên cạnh đó, nếu như mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình là chủ những cái doanh nghiệp, mình có những cái công ty, những cái hãng xưởng, thì với việc mình lease những cái chiếc xe này nó cũng giúp mình được lợi về thuế. Mình có thể dùng tiền mình lease chiếc xe này mình khấu trừ vô cái income trên cái business của mình, thì nó sẽ giúp các bạn, các anh chị, các cô chú khấu trừ về thuế rất là nhiều. Rồi, nói tới điểm lợi rồi thì mình phải nói tới cái điểm bất lợi. Thì cái điểm bất lợi đầu tiên thì các bạn, các anh chị, các cô chú mình phải ký hợp đồng với lại cái dealer xe, thì thời hạn hợp đồng thông thường nó sẽ kéo dài từ 1 năm tới 5 năm. Và khi mà các bạn đặt bút xuống, các bạn ký cái thời hạn hợp đồng này, các bạn phải suy nghĩ thật là kỹ, vì sau khi mà mình ký thời hạn hợp đồng này rồi, mình không thể thay đổi trước thời hạn. Nếu như mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình muốn thay đổi trước thời hạn, mình không thích chiếc xe này nữa hay là những cái lý do nào khác, thì mình phải đền tiền phạt trên cái hợp đồng đó. Rồi cái thứ hai nữa là những cái chiếc xe mà mình lease up, thì nó sẽ có giới hạn cái mileage hàng năm mình có thể chạy, thông thường là từ 10.000 mile cho tới 15.000 mile. Những cái mile mà mình chạy nhiều hơn cái con số ấn định này thì mình phải trả từ 15 cho tới 25 cent cho một mileage. Thì các bạn cứ thử nhân lên, nếu mà một năm mình chạy hơn cỡ 2.000 cho tới 2.000 rưỡi thôi, là mỗi một năm mình phải tốn thêm một cái lệ phí cho chiếc xe của mình ngoài cái tiền hàng tháng mà mình trả. Rồi bên cạnh đó nữa, thông thường á, những cái chiếc xe sau khi mà mình lease xong rồi á, người ta sẽ có một cái số tiền để cho các bạn, các anh chị, các cô chú biết là nếu như mà sau 3 năm, 5 năm hợp đồng mình muốn lấy cái chiếc xe này, cái tiền mà mình phải trả vô sẽ là bao nhiêu, thì nó cũng sẽ hiện ra. Và quan trọng nữa là khi mà mình lease xe á, thì cái tiền insurance nó cũng sẽ cao hơn, tại vì khi mà mình lease xe nó có những cái bắt buộc, những cái giới hạn bắt buộc mà cái công ty bảo hiểm cũng như là cái công ty nó cho mình muốn xe, nó bắt buộc mình phải mua những cái gói có cover cao để mà lỡ mà có chuyện gì xảy ra, mình đụng xe vân vân, thì cái tiền bảo hiểm của mình đủ để cover cho cái chiếc xe đó. Thành ra tiền hàng tháng mình trả cho tiền insurance nó sẽ cao hơn. Nhưng mà nếu như mà các bạn, các anh chị, các cô chú làm chủ những cái doanh nghiệp, thì tiền mình trả payment hàng tháng, tiền mình trả insurance cho chiếc xe này, mình đều có thể tham khảo với lại cái người làm thuế để khấu trừ ra khỏi cái income của mình khi mà mình có những cái business nha. Và khác với lại cái hai cái lựa chọn đầu tiên, là các bạn, các anh chị, các cô chú không có quyền sở hữu cái chiếc xe này, mình không có quyền được bán lại, cũng như là mình không có được quyền làm bất cứ cái gì trên chiếc xe này, giống như upgrade nó lên hay là làm này làm kia trên chiếc xe, thì hoàn toàn là mình không có quyền mình làm trên cái chiếc xe này. Và giống như An nói đó, thì cứ mỗi 3 năm mình sẽ được đổi, mình chạy một cái xe mới. An gặp rất là nhiều anh chị, nhiều cô chú mình được chạy xe mới hoài luôn, và cứ mỗi 3 năm thay vì mình phải bỏ một cái số tiền rất là lớn.